Ông Sáu đang sửa lại vàng khô cả nhà, vàng phơi khô vô mùa nước nổi rồi. Công việc công của gia đình mình nhiều lắm, tại có tăng cường thêm phơi khô nữa. Chào cả nhà nha. Xin chào. Sang phơi khô lại mới được. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem ông Lúa Hồng Tháp cũng như vùng quê Tân Công Xính. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ, thật là năng lượng. Và con chú chốt mới vừa đi thăm lập ếch về. Bà con muốn đi xuống coi thành quả không bà? Coi lát mới lên làm. Ông Sáu là người đau mắt. Mắt bà đỏ chưa? Đỏ đỏ rồi đó. Đi bay. Ba, ở đó nó mọc cây bông cây sô đổ, sô đổ đúng không? Không, cây sô đổ đó. Tôi lên được con cây đó. Nó phát tán vào tới bên đây luôn à. Bà viết lên nắng là rồi, chẳng đem bà khô ra không. Đây. Con gờ ôm cái túi ớt lên ị ạch luôn á. Ba coi đi, ba sẽ hết hồn. Làm viết nắng lên rồi nè. Vàng như mẹ sáng giờ không biết đổ được mấy bầu rồi, không biết. Không biết luôn, sáng giờ coi chừng đất như làm gì mà. Trời ơi. Gia đình mình đơn chiếc cả nhà cho nên là công việc nó bị ứ động nhiều quá. Thằng nè. Thánh thần nữa. Thôi rồi à. Quá dữ. Bất ngờ khúc bất ngờ phút chót nha. Toàn thu phục toàn ít khủng không luôn. Thiền ơi ít. Ô nó đè xỉu mấy con rồi. Xỉu là do bị mấy con côn trùng kia xịt á. Bà con mấy cái con gì bụi xích á, vàng vàng á. Nhiều lắm. Ba ginh lên thử còn khoảng mấy ký? 6 7 ký luôn nè. Đó, con hả? Con này 5 6 ký, bà nói 6 7 ký luôn. Rồi 6 ký, con gần đẩy lên cho biết. Từ 6 ký ăn lên. Qua lại. Út đang thu gom chiến trường. 22 cái lợp và 10 cái giớn. Ngày hôm qua đi em có 21 cái lợp mà, nhưng mà đi dọc đường lụm được một cái. Út con với Út sợ không có điệu hình cho nên là không có dám cầm hết mà cái giớn ớt theo. Chứ giớn con mới mua thêm 20 cái nữa lần mờ. Không ngờ bữa nay quá trúng mánh. Đây là tấm cái ra nhà này thì hút bên kia lên cái nữa. Làm như ông Sáu biết sẵn mình bữa nay có ếch về làm ếch một nắng hay gì nha. Sữa vàng phơi ngoài á. Út lấy cái bao không? Con đưa cho Út cái bao. Gọn ha. Rồi cái bó cây đâu? Rồi trước rồi phải không? Rồi lên đi rồi cho. Không biết Giang với bà Sáu có lấy cái xuồng này để đi đổ vớ hay không. Mình lo làm ếch làm đồ đó nha. Cây sầu riêng bữa nay có trái lại. Ủa vậy hả? Bài. Bà sửa cái vàng nó lại là đúng luôn rồi đó. Bữa nay có ếch một nắng. Mấy con ếch xỉu xỉu đó. Rồi ba sửa đi, sửa đi. Em thủ thời gian. Rửa tay ăn cái miếng gì mà đốt sốt ruột rồi. Ủa chưa ăn sáng hả? Cụ về bỏ đây quá trời. Chị bỏ ở đâu vậy? Lấy đây thuận tiện nhất. Cái này vũ cũng sạch rồi. Cái này chắc mắc làm một cái chòi nhỏ nhỏ cho cái cặp cái chỗ cái đống này quá. Mình chắc ba cái đồ dụng cụ vô. Bỏ ngoài trời ngoài không yên tâm hả? Không được. Trời ngoài có khách nha. Nói gì vậy? Thấy gì chưa Giang? Anh ơi, có giọng hết. Ếch biết của thằng ơi. Ếch mạnh không trời. Phút cuối, phút 90, thu phục ếch khủng. Trời ơi, mọi người coi lại clip đặt là phát đi, mọi người sẽ hết hồn. 6kg luôn. Nè, qua phỏng vấn kìa. Quá dữ. Phỏng vấn cao thủ ở đây nè. Đó, giờ kìa không? Có gì đâu, nó là ghê trời. Cái bờ vườn mít của bác ba vậy mà không ngon. Có ớt thì mà ếch nhỏ không? Chắc ta đặt rồi. Gỗ nào cũng có dấu người ta đặt rồi hết á, nhưng mà cái khúc cái bờ bên cái chỗ cái nền mà hồi lần mình bắt trong hang mà dính hết bự đó. Chốt đặt nữa. Mê thiệt chứ. Gom luôn đó. Ba cái lợp kia cái giớn nó theo tính cả ký gử hết. Ký gử hai ký hết. Hai ký hết. Trời ơi, tranh thủ đi. Giang đổi sáng giờ được mấy bầu giớn rồi? Ba cái bà cái à.
ba bầu hả? Nay cá ít rồi. Rồi mình ăn sáng gì cái đi Út quay rồi mình làm hết Út quay. Đó, cầm lại cho nó đi. Dạ. Khá nặng à. Đây, mấy quả ớt lứa lứa này mình sẽ làm phơi khô một nắng. Quả ớt bự thì mình chưa biết làm món gì nữa. Chiều. Chiều đi. Chiều. Quá trời cái này là hàng làm một nắng nha cả nhà. Rồi, rồi ok. Hôm sáng thì đang lôi cơm, tại bữa nay không có bà xã gì nha. Sao lo ăn cơm đi, đặng phơi khô tiếp nha. Muối vô. Nhiều lắm không quên. Này mấy ký Út, làm rồi này mấy ký? Trên 2 ký, 2 ký. Rất ngon nha cả nhà. Bữa nay làm món vú nướng chân dài. Muối một ngọt. Muối một ngọt xả ớt. Xả ớt thơm ghê. Hết chưa? Hết. Ôi ngon. Còn xả ớt ghê. Rồi 50 phút gì đó, 10 phút đêm thôi. Cho nó thấm nước mắm vô cây. Ờ, muối à, gia vị. Rồi, cho phơi ké cái sàn khô hả? Ừ. Đây, nè. Nè, hút vô đi. Bây giờ múc ăn khô cái chặt vô trước đây hả? Phơi cái đó. Để lên góc đó đi. Cái sàn khô của mình đang có rất là nhiều khô cả nhà ơi. Phải không? Đây con coi coi. Khô rồi. Trời trời quá khô, hút khô luôn rồi. Để nó xuống lại đây nè, hút vô. Bên đây là khô cá lóc. Khô cá lóc cứng nha cả nhà. Còn bên đây là khô cá chặt. Bên kia là khô cá sặc. Các loại khô mùa nước nổi. Cá sặc thì cái này cá nó có thịt lắm, mùa nước nổi cá nó có thịt, cá nó không bự nhưng mà cá nó có thịt. Cô chú anh chị mà có nhu cầu mua khô cá sặc nè, khô cá chạch hoặc là khô cá lóc đồng mà cá lóc nhỏ nhỏ cả nhà, thì cả nhà liên hệ cái số điện thoại của con lúa Đồng Tháp nè. Cái số này thì Hằng có sử dụng Zalo hoặc là cả nhà vô Facebook Hằng Đồng Tháp á, cả nhà nhắn tin với Hằng nha. Tại vì thường á thì Hằng không có trả lời bình luận mà khô bao nhiêu tiền một ký hay là như thế nào ở trên cái bình luận trên clip đâu cả nhà. Mình liên hệ số điện thoại giùm Hằng nếu mà cô chú anh chị nào có nhu cầu mua khô. Đây khô cá lóc cứng. Cá lóc này là cá lóc người ta để côn đó. Còn là tấm câu. Mùa này cá ngon lắm. Cá chạch này thì Hằng thu gom của những người người ta kéo lưới. Người ta giăng lưới kéo lưới ở trên Hồng Ngự á. Nãy giờ quên lắm, quá khô. Chất gọn. Rồi. Trên xuống qua để nó gãy cái cây tràm. Rồi. Chị mình phơi ớt khoảng này luôn. Cá lóc chỗ này không có nắng. Về. Mời dắt bên đây không đi.
đổ ra đây nè, đổ ngang giữa đây nè, đổ này chẳng đi. Quá thơm. Thơm không? Thơm dữ dữ chưa? Thơm dữ lắm luôn, chiều nay còn thơm dữ nữa. Ủa, ở bên Út có nấu cơm không vậy? Chưa. Chưa nấu cơm hả? Cơm nguội còn không? Thông báo nghe, cái nồi cơm con nấu hơi bị nhão rồi, mọi người ráng ăn. Thành thật mọi người vì sự, xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này, cho nên tại vì nhiều việc quá chạy tới chạy lui. Bữa nay là chỉ có nhiêu khô đây thôi. Sao cho nó thua thua ra cho nó nhanh. Khô này thì còn khô, còn cá này còn khô, nhưng mà ớt thì mình chỉ làm một nắng thôi mà. Gì cũng khô. Chứ không nấu. Ơi, chúng thao nhiều mà khi mà đem ra đây nó rất là bé. Đúng rồi, đem ra hay phơi, cái thấy nó ít nè. Xong rồi, nẻo vậy. Cái sạch này đang chiều được luôn rồi. Hả? Dạ. Khu gian rồi nè. Nắng tốt thì được à. Khu gian vậy đó, tại sở ớt này vô thì giống kho sở ớt thôi. Vũ nữ chân dài. Có rùi lại liền. Nắng gắt thì đỡ, còn mà kiểu mà nắng không gắt nên rùi nó bu lại dưới. Đây tới chiều là nó héo là được rồi đó cả nhà. Trời, gia đình bữa nay thằng làm cá linh gửi đi Sài Gòn cho mấy anh mấy chị đặt, rồi làm cá làm khô rồi đổ vớn nữa, rồi mình phải lựa ra phân loại ra. Quá là cả nhà, giờ có hù luôn, mới ăn cơm nè, mới làm đồ ăn cơm đây. Trời ơi, ngon. Thịt một cái thịt nó trong luôn kìa. Ủa vô vô cái mới nào nấu mẹ đâu tiêu rồi. Tết này còn sống mà. Cái này là mới một nắng à, gì là ngon rồi đó, được rồi đó. Mình ăn nhiêu ăn, còn nhiêu thì hút chân không. Để dành. Còn nói nấu mẻ đâu, đưa lên coi. Ba qua ba chọn đi. Út với Giang làm để sẵn bên đây nè. Đây. Này biết muốn mà nấu một cái bây giờ nào. Bên đây là mấy con ếch cồ nè. Ếch khổng lồ quá cả nhà, mấy con ếch bự nè. Ừ, ếch này bự nè. Nấu mấy ếch khổng lồ ăn đi chứ. Nấu mấy ếch khổng lồ ha. Không hết rổ ra thôi chứ. Nhiều quá sao ăn không hết thôi rồi. Ai biết. Bây giờ nói chung là mọi người cũng rất là mệt và rất là đói luôn á. Từ sáng tới giờ, từ lúc mà đi thăm ớt với Út là gia đình không có ai rảnh luôn á, cả nhà làm suốt luôn á. Ở đây được mấy con ớt này quá siêu to khổng lồ. Ớt này sáng mấy chú cháu, hai chú cháu dĩ gà tưng nè. Rồi, bên đây nữa. Nhiều lắm, bên đây cũng là ớt bự luôn nha, nhưng mà nó không bự bằng bên đây thôi. Đó, cả nhà có thấy bữa nay là hai chú cháu của thằng đội thu không cả nhà? Ôi ơi. Thì bây giờ chiều nay á là mình sẽ có món ớt nấu mẻ ăn với chuối cây. Và cái một nắng này thì mình sẽ chiên lên. Đang ăn cơm. Quá khứ cái cặp đùi, cả nhà nhìn con ớt nó bự này, cả nhà để lên bàn tay thôi. Mà 3-4 con vậy, cái đâu ít nè. Bên đây là cũng khổng lồ, cũng bự đùi con nào con ấy. Rồi, bóc
chưa phải đi rửa tay. Trời ơi, bữa nay bình thường nấu đã ngon rồi, bữa nay mang mắt kính nấu ngon cả nào nữa ba. Cho dù mình đói bụng nhưng tinh thần của mình cũng phải vui vẻ lạc quan nha mọi người. Mắt nó bị rồi sáu mấy con ba? Bị đỏ. Sáu con thôi. Sáu con bự. Sáu con này cái 2 kg. Đủ không? Đủ quá không? Lấy thêm không? Được rồi, đủ. Còn bể một gỗ lên. Mấy con này ăn mệt xỉu rồi. Cái đó mấy thì ngày mai chú Út rồi mình làm đồ ăn cơm. Rồi, con này nữa này, mắt nhỉnh này hoài luôn. Bữa nay bà xã Giang đi về bên nhà đám giỗ rồi, cho nên là Giang bây giờ đó là phải coi mấy đứa nhỏ với lại trên nhà nấu cơm, còn bà Sáu thì dọn dẹp cái hiện trường làm khô với lại làm cá gửi đi với cả nhà. Nói chung là vô mùa này thì gia đình mình cũng khá là bận rộn, nhưng hàng cũng phải tranh thủ làm clip cho cả nhà xem. Ớt này lẻ chín á. Ba ơi, ba chưa cho gia vị đúng không? Chưa, vớt bọt hồi đấy. Cho gia vị vô, cho vớt. Đưa vô, mình vớt bọt, mình sạch bọt một theo này. Chú chắc nó bụng hay gì vậy? Chú im ru luôn. Nó bụng dữ chưa? Nó bụng dữ chưa? Giờ này còn gì lắm. Mới có 7 giờ kém chứ nhiêu. Gia đình viết rồi ăn gì gì. Vớt bọt ra sạch, đưa xả ớt vô đi. Đưa xả ớt vô mình vớt nó hết xả. Hôm nay mình chỉ sử dụng một loại rau duy nhất thôi. Cứ cay. Xong một món. Đã hoàn thành một món đó. Ông Sáu 10 điểm. Trời ơi. Bưng lên điện. Ở, lấy dĩa đi chứ. Rồi đi ăn rồi. Thêm nữa cho đủ mẻ luôn, đậy luôn. Đủ dĩa mình ăn luôn. Cái dĩa kia quá. Dĩa này dĩa gà không có hả? Trời ơi thơm, dĩa chậm. Ôi da, văng tới giò luôn rồi. Một nắng mà. Chọn chén gì chưa ra. Mới nấu được cơm rồi luôn. Chọn đi. Được rồi. Được chưa?
hết mình chiên nữa cả nhà ơi, chứ để lãng phí. Này mình để dành. Còn dọn thì chín thôi chứ dọn. Okay. Chưa có cái gì đừng ớt. Thôi chưa nhá, chào rồi. Chào rồi. Tại vì mình quên, mình làm với mình quên thời gian luôn. Rồi đó. Tầm 2 con rồi đó. Chiên sả nhất. Lúc bị con thế sắt kia chứ. Nó gớm các bạn ơi. Rồi nãy giờ. Mỏng chiên mà ăn hết chiên nữa cái gì đó. Rồi quyết định đi. Mình còn cả xòe rồi. Gia đình mình ăn cơm chiều cả nhà ơi, cơm chiều mà 7:10 mới ăn cơm chiều. Hôm nay á là hàng với chú Út trúng mánh ớt nha, cái khu đó ớt quá trời ớt luôn. Dạ, chú cháu vô mánh nè. Thì hôm nay là mình ông Sáu làm hai món. Thứ nhất là cái này là ớt một nắng, rất là ngon. Còn đây là ớt nấu mẻ. Mình đang bắt cho nó sâu lên luôn cái này. Mình sẽ ăn mẻ thì mình ăn kèm với chuối cây, với lại rau thơm, ngò gai với quế. Nước mắm cho lên. Nhìn nó nấu nè. Thấy không? Ba tầng nè. Tầng bay là bỏ hả? Bới cho chúng con trước đây. Dạ dạ. Bới cho ba chúng con. Ba tầng là nghe gì? Dạ gì không? Làm gì làm chứ đừng nấu cơm. Ê, nghe có mùi khét thiệt nha. Cơm cháy. Hai chén đường xương đi. Để cái gì? Để xương vô đây nè, để nghe. Thằng xin mời cả nhà hưởng thức đó. Út thấy chưa, con nói con nghe mùi rõ ràng mà. Trời, cái đó mới thơm đó, bỏ đâu bỏ. Không bỏ. Hàng ngày xin mời cả nhà ăn cơm tối cùng gia đình Bông Lúa Đồng Tháp cả nhà ơi. Ớt đồng hai món tuyệt đỉnh. Quá trời, cái này chúng hết. Còn bự bự. Không thể tưởng tượng được. Mình bỏ cái gì đó chuối cây vô đi. Giang muốn gấp ớt ra dĩa không? Giang gấp ớt ra không để hồi nó rụt không? Bẻ khúc ăn cái gì con không, mày lấy cái dĩa đi gấp bớt ớt ra để nấu một hồi cái nó chuối trắng nhiều quá. Nhiều chuối. Yeah. Rồi chuối còn trắng. Lấy cái dĩa đi, gấp ớt đi. Ok. Giờ đứng hết nổi luôn, ngồi luôn. Thấy ớt bự đứng nổi. Ngồi gần gần Út chứ sao. Định. Vì là đẩy cái đó nói đặng mới đẩy cái dĩa. Định kiếm ăn. Những cỗ máy chiến đấu mà. Gấp mày nghĩ, gấp mấy con về đi. Gia đình định ở đây. Đặng mới đẩy cái dĩa được. Thiệt luôn. Này không có lấy cây gấp hả? Wow. Lấy đũa không đi? Đũa đi, được. Gấp đi, con gấp đi. Hồi sáng là Út cứ ướt mấy cái da này nè, chiều nay để da hết. Được chưa? Hết luôn, 6-7 con vậy đó. 6-7 con luôn hả? Nhiều lắm mà. 6 con. Đó.
con chúa tới kìa. Rồi. Lặng như chuối á. Hết rồi. Sao chưa nổi cả. Chưa, còn nữa nha. Vậy. Ồ, con này cũng khủng lắm. Nói chung là hàng khủng này. Đẩy vé luôn rồi. Rồi. Đẩy cho nó đẩy. Được. Rồi, hưởng hức. Rồi, chính xác. Chừng nào đó nó có nguội cái mình gấp cái mình nhúng vô đây lại. Mà cả nhà ăn cơm cả nhà. Rất là ngon. Cái này mình bớt lửa lại được rồi. Tại vì chúa thì cũng đâu có sợ gì đâu. Mời cả nhà ăn cơm. Để ra nhà. Được rồi, được rồi, được rồi, quá hết rồi. Rồi, vậy ngon lành rồi đó. Mời cả nhà ăn cơm. Cái giá bị nóng không? Để vậy đó mới không nóng đó. Còn để kiểu kia là nóng. Cái này sớm. Mời nhà ăn cơm. Mời cả nhà. Ớt một nắng, chú chút làm. Mình đâu mình chút, chị hai nữa. Ngon. Ừ. Chị hai quay đó chú làm. Thì mấy cái này cái nào chị hai không làm? Rồi mấy cái chú chị hai làm hết rồi. Ớt một nắng. Rồi rồi rồi. Xong. Sao bị đỉnh luôn. Cái nồi cơm cũng ăn hết nữa. Mình ăn ít mẻ đi. Nổi không ba? Trợ giúp không? Rồi. Chín một cái đây, cái đây. Trời. Ngày. Chen á, chen. Không có cái muỗng. Rồi, cái giá chẳng được đấy nè. Nhẵn gì nè. Mày cả nhà á, hết nấu mẻ nè. Thôi. Thứ gì chịu nổi cái thứ này, đập nó vô một cặp nè. Chứ nữa ít. Ngoài đó à, để cái giá vậy nó nóng múc mẻ vô còn có miếng ớt nữa nó còn ten bên kia chút rồi vớt vô rồi miếng ớt nữa chịu quá còn khúc dưới đó hết luôn lắm nữa ôi ơi mời cả nhà. Mời cả nhà. Chen nước mắm vô cái gì? Không mặn, không mặn. Nước mắm này, cái này, cái này. Rồi, cái đường nó để đầy cái tiếng. Không thể nói nên lời. Giòn. Dạ, 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 buồn. Bữa nay ăn mập nữa. Vậy nó không ăn mẻ cả, nó ăn cái một nắng rồi. Mời cả nhà tiếp tục con thứ hai nha, nó ngon, khó cưỡng lại. Mày quá ăn không? Không, chị hai mặn lắm. Nhưng chút chị đừng ăn nha, mặn lắm. Mặn săn hoài à? Ăn hai con mặn. Út ơi, út bị cài rồi, út cắn vô miếng ớt rồi. Út cắn vô miếng ớt rồi bà con ơi. Ngon mặn cà, hơi cay. Nói chung là bữa nay không ngờ là dính ít bự vậy, lâu dữ lắm rồi mới thấy hình ảnh những cái con ếch này đó nha. Không nói nên lời. Còn gấp nước giật tới vậy. Lâu lắm rồi đó, chinh phục được ếch khủng vậy đó. Gần năm. Này là cái ngon nhất của mình cả. Cái chân nó cái chỗ đó hồi. Đúng rồi. Cái chân cái chỗ đó hồi lần Út với Giang đào hang bắt ếch khủng đó Giang, mình chui vô bụi lùm không đó, gai không đó. Cái hàng me nước đó chứ vậy. Ừ. Hai đùi no luôn à. Đâu nó còn lắm. Còn đóng rồi. Ngồi nó ngon.
không thể tưởng được. Luôn bị bự quá ngon. Chàng nó nước cơm mẻ rồi mới đúng. Ngon chỗ này không mày mất kiểu cái hàng vô mẹ nước này dặm gai nữa quá. Không mang dài. Mày mất quá nữa là phải đi mang dài mới được. Quá trời dài quá. Vô trong đó phải mang dài mới chú được. Út đặt gì cả gì đâu không, nó Út nó đựng đặt trong đó. Tại ngày qua hai chú không có mang dài mang gì hết trơn á. Rồi vô lấy tờ giấy của chị mà chú Út mang cho chú Út đặt, đặt có một cái vớ nè, rồi xong rồi. Ba. Ba nhớ hồi lần đó lên đó bắt mày ngay chân cái chảo đó có ổ ong á, ổ ong vô dẻ ngay chân bụi mấy nước ngay chân cái góc vuông của cái hầm ba nhớ không? Góc nằm bên kia gì? Góc vuông. Chú à, đi hẹn đi đâu rồi mình để chú gì thêm ngay chân. Ngay chân cái tới hả? Nghe điện thoại, khách đặt khô. À, ba, ngay chân cái chỗ cái góc đó đó ba nhớ không? Góc cái con nói gì nè. Trời ơi, hồi chiến đó ông Sáu ông Đào cái chỗ đó không có bằng hết. Út đừng có vô đó. Út vẫn đặt. Út lấy cái cây củi một, Út đè lên cái lợp con người nó gần chết quấy luôn. Cuối cùng dính bốn ếch không lần hết. Vô cái lợp nè. Đáng sợ. Đó giờ đặt lợp á, mấy lần này là cái lợp rất kinh hoàng thiệt. Ủa, Út sao con kể chuyện mà ông Sáu không có cảm xúc gì chứ? Nóng. Đừng nói khen chú cây ngon à. Ếch ngon à. Thứ nào cũng ngon. Nước mẻ ngon, chuối cũng ngon, ếch cũng ngon. Mở xé một con hút. Mày dễ là một người không làm nổi phải hay nè. Ai nói ngu chịu ăn ếch phải ăn cái đùi. Phải ăn cái đùi. Mà cả nhà biết cái tập tạ rồi. Sáu quế gì kìa. Thật chú chưa hết cái đùi biết nào. Chàng thêm miếng mắm ăn tới nữa. Chạp tới nữa coi như thế nào. Dặn là dữ lắm cái này nó mặn sao đây. Mặn lắm ơi. Thử con ơi mặn. Mà cả nhà nha, ít một nắng. Thử cái mặn. Hết chiên một nắng giòn ra, hết chiên nữa nha ba, ăn đi. Mọi người ăn đi, hết con chiên nữa cho. Nó vừa ăn gì mà nó mặn gì đó. Nó dán nó chảo bỏ nó mặn cho con được ăn đó. Tại nhiên hồi tao biết ăn thử cái gì trời. Ý nói là một chén cơm nãy mà hai con á. Nó bị mặn. Biết rồi, hiểu rồi. Nước mẻ còn á, mình hết mình múc lên nữa. Ở đây là tại vì không xuyên thôi cả nhà, chứ xuyên là mình bước ra đồng là có cái để mình săn bắt liền. Chàng bà nó bà lớn rồi vậy. Phát hậu luôn. Con gùi nó chưa giòn nhưng mà khúc dưới nó giòn. Cái xương gùi giòn nữa nó khô luôn. Cốm ăn miếng cầm cháy với ớt một nắng ha. Được không? Mày cái nhà gì luôn hả Út? Thêm miếng dưa leo đi.
Vậy nó khoái ớt một nắng thiệt. Vừa ăn lắm hả? Ngon. Thử miếng. Cái đồ này mặn hết chứ. Ừ, khoái luôn. Giòn cấm à. Xin mời cả nhà thưởng thức thử một miếng ớt một nắng cả nhà. Nãy giờ mọi người ăn khen quá trời. Giòn giòn luôn á. Vừa ăn. Đọc tìm miếng nhìn trái, tìm miếng leo quá trời luôn hả? Ngon thiệt. Ngon quá cả nhà ơi. Cái hàng uống thuốc ăn cơm với ba với Út với Giang mới được. À, xin chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ. Hẹn cả nhà clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Mừng điểm. Đầu video thì Hằng có giới thiệu là các loại khô quá cả nhà, với lại số điện thoại của ông Lúa Đồng Tháp. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu mua khô thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của Hằng hoặc là Facebook là Hằng Đồng Tháp. Đây. Thông tin liên hệ, cả nhà liên hệ để mua khô nha, chứ Hằng không có trả lời trực tiếp trên những bình luận, cả nhà thông cảm giùm.